Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món mì xào chả mọi người, mì xào chả chay, người chả lụi, chả quế mọi người, với bắp cải mọi người, bắp cải hành lá mọi người, với dầu dền mọi người, chả chay xào với củ kẹo mọi người, ăn kèm có dưa leo, dưa chuột mọi người, chứ cây sả bón mọi người, nước chấm có nước tương mọi người, nước mắm mọi người, mắm mặn mọi người. À, tráng miệng có bưởi mà bưởi to bự mà nó uống có trà đá mà trà tắm Thái Nguyên mà dư dụng mà dụ đế mà dụ đế dụ trắng dụ gầu tắm mọi người dụ chanh đường mà. Đây mọi người mì xào mọi người mì xào bắp cải chả lụi với hành lá mọi người chả chay hành lá mọi người dầu dền mà dầu dền dầu dền mà dền dầu chả chay xào củ kẹo mà. Cây sả bón mà dưa chua mà cây sả bón chua ngọt mà. Cơm mà. Bưởi mà bưởi to bự luôn rồi chờ đá rồi chờ tắm Thái Nguyên luôn rồi bánh bò người bánh bò sôi giòn rồi dù trắng rồi dù đế rồi dù gạo tắm rồi nước tương rồi tương chanh nát rồi nước mắm rồi mắm màng rồi mắm chanh tỏi ớt rồi dưa leo rồi dưa leo dưa chuột rồi mắm mặn rồi mắm ớt rồi chân không rồi không bằng xương rồi mỏng rồi dài rồi dài lâu lâu dài rồi đổ rồi đổ xô leo rồi chứ nó sẽ dài rồi một gió mát mát rồi rồi mời mọi người ăn cơm cơm mọi người đang mày mọi người cùng cái mọi người mì xào ngon mà, vừa ăn mà. Không biết tương cầm thơm mà. Bây giờ nhiều khi cảm giác nó hơi sợ thiệt mà. Giờ lúc nào cũng nghĩ tới Cát Tường hết mà.
con người nói chuyện nha, lên tiếng lúc nào thấy có hình ảnh đó không mà như coi mấy cái video trên mạng mà rõ ràng coi mấy kênh của người khác mà, nhưng mà nhiều khi cái vẫn gặp cái kiểu mà lướt lướt qua không người, nhiều người mà lướt lướt qua không người, không thấy hình dáng của con cá tường chấm không người, cho nên nhiều khi đi sợ không người. Nghĩ hoài nó không biết, như sợ mình có bị bệnh gì không người. Kiểu nhiều khi bị quan tưởng luôn rồi, ai biết không biết có bệnh không người. Giống như bây giờ bà đi quay lại mà không nghĩ thấy hình cá tường, đi quay lại mà ba nhôm nhà tắm không nghĩ cá tường trong nhà tắm mà cái lúc nào cũng thấy nó mà. Nhưng mà có nhiều người khác mà tại sao mà kiểu mà giống như không nhìn thấy mà kiểu mà nó vậy mà. Liên tục nhưng mà cầm điện thoại cái em coi mấy cái video trên mạng này kia mà coi kia em có nó lắm mà nó bữa trước coi này kia game thơ cái quay thời gian lướt lướt qua không có nó mà cái mấy người ta đi du lịch đi này kia mà lướt lướt qua không có nó lắm mà, cho nên biết cái cảm giác không hay, biết mình có bị bệnh không mà kiểu cho đâu mà gặp gì mà kiểu giống như kiểu mà bị quan tưởng mà chứ không sao thấy được thấy hoài luôn. Giờ nghe tên nghe tiếng nó là không bước ra ngoài mà gặp mặt nó đi ngang này thôi, đóng cửa luôn mà. Hồi lành thì không có mà giờ cái chỉ sợ giờ cái nhiều khi không không biết mình có bị bệnh không mà kiểu giống như không ổn định không cái kiểu mà cảm giác mình bây giờ tới cảm giác giống như không mấy lắm mà không bình thường lắm luôn mà cảm giác bản thân mình vậy mà. Cứ nghe tiếng mấy người khác cũng nghĩ về nó luôn mà làm gì cũng nghĩ hết luôn mà cho coi mấy cái video trên mạng cũng gặp luôn mà cho nên luôn nhiều khi sợ cảm giác mình không bị bệnh cảm giác mình không được bình thường lắm rồi kiểu vậy luôn rồi hồi trước thì không có luôn rồi. Nằm bệnh viện ở dưới ngoài đi khám bệnh này kia cũng gặp nó luôn mà mấy bữa trước ra ngoài đường cũng gặp nó luôn mà mấy đứa học sinh chơi qua chơi lại luôn mà cho nên nhiều khi không biết là do mình bị ảo giác bị quan tưởng hay sao mọi người cho nên mới gặp hoài vậy mà chứ đâu mà ấy mọi người kiểu vậy mà cho nên nhiều khi cảm giác mình không được bình thường lắm luôn mà kiểu vậy mà. Thank you.
cảm giác cũng hơi sợ mà. Nhiều lúc cũng sợ chứ mọi người, mới đầu thì bình thường không có gì mọi người, nhưng mà nguyên sớm cảm giác mà kiểu như nguyên sớm kiểu làm vậy mọi người, cho nên mình cảm giác hơi sợ mọi người, cho nên không biết là có gì không mọi người. Nhưng xong cái tự nhiên giờ mình không ai ấy tới cũng tự động nghĩ tới nó mọi người, cho nên viết không biết mình có dàn ấy luôn. Thì đi lấy thuốc đi khám bệnh gì chứ không gặp nó luôn à. Kiểu người giống người nhưng mà kiểu mà mấy người khác không nghĩ tới luôn mà nghĩ có mình nó luôn à. Nhiều khi cảm giác sao mình không có bình thường lắm luôn à. Chứ video coi mạng biết coi như cái video mà mấy người ta đi du lịch đi này đủ chỗ hết mà mình nhìn lướt lướt qua vẫn có nó mà. Thì chỉ có mình bị bệnh thôi, nó may mắn vậy thôi mà, chứ không thì sao nghĩ có nhiều vậy mà. Giờ mà mở cửa ra mình mua đồ là phải giờ có chỗ mà cái chỗ nó hay đi ra đi vô mà là phải coi có gặp nó không mà. Là phải nhìn nó trước mà chứ đó thì đi ra nó mới mua đồ không ấy mà, còn giờ là phải nhìn coi sợ gặp nó mà. Giờ cảm giác mình kiểu giống như bệnh sắp tới mà không biết là ấy không mà. Ra là phải nhìn chỗ đó trước luôn rồi, coi có nó không rồi. Cho nên nhiều cái máy mà mà nguyên cái giống cảm giác mà bị nguyên sớm làm vậy mà nhiều khi cũng ấy mà không biết người ta có làm gì mình không mà cảm giác nó cũng hơi sợ không mà. Người ở nhà đó, người quen trên bàn ăn này kia mà ai cũng làm vậy hết mà, cho nên thành ra bây giờ lúc nào cũng nghĩ tới nó mà, tại giống như nhắc liên tục mà. Từ một đứa không biết gì luôn mà nhắc liên tục mà giờ viết giống như trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới nó mà, ai nói chuyện cái gì mà đừng nghĩ có nó có kế bên mà lúc nào cũng vậy mà, đi qua đi lại một bà trong nhà nghĩ cũng nghĩ nó đang nấu ăn mà, hoặc có người đang quay lưng như chỉ cần quay mặt là nghĩ tới nó mà.
Lên mạng coi cũng gặp luôn mà, coi biết nhiêu video cũng gặp luôn. Nên đó. Giờ da tôi sao mà giữa tay với chân nhìn bên kia mà là cũng nhớ là đó mà là đó có đi ra nó nói chuyện ai đó mà. Cũng gặp nó mà còn nhìn bên hông mà đó ở đây thì bà mà tư kia nó hơi phơi cổ đúng rồi cũng nó đi qua đi lại mà nhìn cửa sổ cũng gặp nó mà bữa đó không biết nó làm gì cũng lướt qua lướt lại mà thằng Giang mà trước thì cũng nhớ nó mà nó ngồi ngoài trước mà đi ra vô là gặp hoài luôn mà nói chung đi bên hông hay bên 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 nào cũng vậy mà lúc nào cũng gặp nó mà. Cho nên giống như cái kiểu cảm giác kiểu bằng ám ảnh tâm lý hay ám thị tâm lý vậy mà. Cho nên giờ lúc nào cũng nghĩ tới mà cho nó mà coi mấy cái video cũng gặp tới gặp luôn mà cái mấy người ta đi bộ hay ấy lướt lướt theo kiểu mấy người ta quay video mà người chính không mà ta quay mấy người đi 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 bộ đi đường đi này kia mà gặp mấy game show này kia thì quay khán giả với mà có mấy khung hình đó, có máy dây mà, nhưng mà cũng gặp nó luôn rồi. Cho nên cảm giác mình bị ám ảnh, cảm giác mình hình như giống như bị bệnh đó mà kiểu giống như bị bệnh đó mà. Nhưng mà cái nguyên sớm đều làm vậy đối với mình người Trung Nha con cảm giác giống như nó hơi sợ xíu mà. Nguyên sớm lúc nào cũng nhắc tới tên nó không à mới đoạn có gì mà nhắc với cái giống như kiểu mà ám thầy không à nhưng mà gái không à cho nên giờ lúc nào cũng nghĩ tới nó không à. Không biết là mình cũng giống như kiểu giống như người ta lấy ra đem nghiên cứu hay là cái gì nhưng chứ không mà ai cũng vậy làm vậy hết người tự nhiên cái đồng loạt người nào cũng vậy hết người làm cái giết bây giờ lúc nào cũng vậy người nên cảm giác mình cảm giác hơi sợ sợ xíu mà nhiều khi cảm giác mình giống như kiểu mà không được bình thường lắm luôn rồi kiểu vậy mà. Giờ mà có ai nói không bình thường chắc cũng chịu luôn chứ ai mà bình thường mà lấy mà cứ nghe mà chích đầy tay rồi đó có trò mà kêu xong chích thuốc luôn mà lấy thuốc hút á chầm đầy tay hết mà giờ lấy ngang giờ nói cảm giác giờ mình cũng không được bình thường lắm luôn có ai mà làm như tự bản thân mà làm cho bản thân về phỏng vậy không mà giờ với chắc mình cũng không dám cảm giác bình thường mà đúng là vậy mà.
còn người trong nhà nhìn thấy vậy người chứ kiểu giống như người xa lạ không, mà tới nhà nấu cơm ăn xong tới giờ mà không có gì mà. Chứ không phải kiểu người nhà ta gặp ta hỏi thăm hỏi ấy nó kiểu chứ không có mà. Nhưng mà viết cũng quen mà cái nhà nó này nó vậy mà sống kiểu mà nói tiếng người nhà chứ giống như người xa lạ mà. Cho nên giờ cảm giác mình cũng không được bình thường lắm không mà. Kiểu cảm giác ở nhà mà không phải ở nhà mà. Người nhà của mình không phải người nhà của mình. Cho nên giờ cảm giác mình cũng không được bình thường lắm luôn không mà. Kiểu vậy mà. Này gọi là tự hại mình, nếu mà người bình thường ai tự hại mình nhiều người. Cho nên giờ viết cũng không biết luôn mày ngon rồi, cái mày dai mềm ngon rồi, ăn với chơi lội với tất cả ngon rồi, à, chan tương thêm mắm tùy mình nhưng mà kiểu mì cũng vừa ăn luôn rồi, ai ăn quen mũi tương thì chan tương rồi, hoặc là mắm cũng được, tại thường thì mì chan tương rồi, nhưng mà tùy khẩu vị mọi người ăn sao cũng được, nhưng mà cảm giác này nó vừa ăn rồi. Cái cây sả bấu chua ngọt này ăn dùng dọn rồi, ngon rồi, cây cái dầu dền này ngon rồi, mềm luôn rồi. Cái bưởi này mà ăn ngon rồi, nhiều nước rồi. Cho đá thơm luôn rồi. Là vậy đó mọi người. Cũng không hiểu lắm luôn, tại từ lúc từ Tết tới giờ thấy cảm giác nó ấy mà. Kiểu mà tự nhiên có nguyên sớm mà, nguyên sớm nó làm vậy đối với mình mà. Cho nên mình cũng có cảm giác hơi sợ mà không biết mình kiểu giống như người ta lấy về làm thí nghiệm mà kiểu gì mà mình sáng tự nhiên nhắc tới người đó mà nhắc tới tên đó mà nhắc tới giết tới mức giờ mức ám ảnh luôn mà lúc nào giờ giờ là trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới nó mà vậy mà rồi, hồi đó đi bệnh viện hay đi ấy này kia cũng gặp nó mà ra đường nhìn ra đường gặp mấy cũng gặp nó mà mấy đứa học sinh chơi quay ra lại nhưng cũng gặp nó mà cái kiểu này giống như kiểu bị ám ảnh luôn rồi mới gặp thôi chứ đi đâu cũng gặp kiểu này đó chỉ có mấy người mà kiểu mà bệnh không có bình thường mà kiểu mấy ấy không mới gặp gì liên tục em rồi chứ đâu mà gặp vậy mọi người kiểu mà coi mấy video trên mạng cũng gặp nữa thôi mọi người giờ với cảm giác mình không được bình thường lắm luôn rồi mà kiểu nguyên sớm làm gì kiểu mình cảm giác cũng hơi sợ mọi người ngay cả người trong nhà cũng vậy mà quen thì giờ viết không biết là người gì luôn mà. Nên cảm giác giờ cũng cảm giác hơi sợ mà. Giờ mà nếu mà nói tôi không bình thường tôi cũng chấp nhận luôn mà. Chứ có người bình thường nào mà kiểu lấy nhang mà chắc đại tài nhiều mà giờ giấy cũng không biết luôn
Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng và cũng đêm thật là vui vẻ và sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người.